Gia đình ông Nguyễn Đình Cương ở xã Tân Hương làm nghề sản xuất cây giống trồng rừng đã hơn 15 năm. Nếu như trước đây, gia đình ông chỉ sản xuất giống bằng keo hạt, thì từ 5 năm gần đây đã chuyển sang sản xuất keo dâm hom cành. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống cũng là hướng đi tại thủ phủ sản xuất cây giống trồng rừng Tân Hương, huyện Tân Kỳ. Cái chất lượng của keo cành của ở hiện tại địa phương làm thì là nhu cầu của bà con trồng rất nhiều. Sản xuất ra cho nó kịp, làm mình làm ra nó kịp cho bà con các vùng khác đến lấy. Để quản lý các cái khu vườn ươm thì cũng phải đưa các cái hộ dân vào trong cái đăng ký cái vườn ươm để mà quản lý cái sản phẩm đầu vào cũng như là đầu ra, chất lượng hạt rồi các cái đầu dòng để chúng ta quản lý. Không chỉ dừng lại ở sản xuất cây giống bằng phương pháp dâm hom cành, mà mấy năm gần đây, phương pháp sản xuất cây giống trồng rừng bằng nuôi cấy mô cũng đã được ứng dụng. Lâm trường Đồng Hợp là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, đến nay, mỗi năm đơn vị này ươm được hàng triệu cây giống bằng mô và tỷ lệ sống đạt 99%. Cái mô phát triển rất tốt. Về tốc độ phát triển nó nhanh, nói chung là gần gấp đôi so với cây hóm. Qua thực tiễn trong rừng cây mô này thì chúng tôi thấy ưu điểm là cây là phát triển tốt, là ít sâu bệnh hơn. Năm đầu là hẳn sẽ phát triển nhanh hơn cái giống keo lai hóm. Nghệ An có trên 950.000 hecta rừng, trong đó có trên 150.000 hecta rừng sản xuất. Mỗi năm toàn tỉnh trồng mới từ 18 đến 20.000 hecta rừng nguyên liệu. Để nâng cao chất lượng rừng trồng, trong thời gian gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp trong công tác giống trồng rừng. Sở thì tham mưu tỉnh là quy hoạch lại cái mạng lưới sản xuất giống trên địa bàn tỉnh, quan tâm đến xây dựng cái cơ sở hạ tầng của sản xuất giống, trong đó chú trọng khẩn trương là đưa cái trung tâm sản xuất giống trong quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sớm vào hoạt động thu hút nhà đầu tư. Đồng thời là lựa chọn cái bộ giống phù hợp với cái điều kiện lập địa, điều kiện thời tiết thổ nhưỡng của tỉnh Nghệ An, lựa chọn các cái loại giống có năng suất cao, các cái loại giống có sản xuất từ mô hóm và đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận. Bên cạnh đó thì sẽ tham mưu cho tỉnh tiếp tục có các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ các cái chủ rừng, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, các cái doanh nghiệp sản xuất giống lâm nghiệp, tăng cường cái công tác tuyên truyền gắn với thanh tra kiểm tra, thắt chặt cái quản lý nhà nước đối với cái công tác sản xuất giống không có nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Trồng rừng đang là nghề tạo sinh kế bền vững cho hàng trăm nghìn hộ nông dân vùng miền núi của Nghệ An. Tuy nhiên, để rừng thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao thì việc nâng cao chất lượng giống cây trồng rừng là rất cần thiết.